cái tên bé Châu nó quá lớn. Còn Nguyễn Huy thì quý vị khán giả thì lại chưa tiếp nhận được. Với lại em cũng đang muốn chia sẻ với lại các anh chị hoặc là cô chú phụ huynh, cũng giống như là mình đam mê nghệ thuật nhưng chưa chắc thì con mình đam mê nghệ thuật, cũng đừng có ép hay là bắt cái sở thích của mình thành cái sở thích của con, thì đâm ra đó là cái mà để mình mấy bé nó không còn là tuổi thơ của mấy bé nữa. Lúc đó em cũng có nghe nhạc của chị Xuân Mai mà đặc biệt không thích. Và em lại thích nghe, giống như lúc đó em cực kỳ thích nghe Michael Jackson. Rồi xong rồi cái bắt đầu cái em nghe nhạc của thầy Nguyễn Hưng là em thích rồi, xong rồi nhìn nhảy biểu diễn rồi. Nhưng mà thật sự hát thì hát có hiểu đâu. Em hát ngày xưa em còn nhớ em hát bài đầu tiên là em hát bài Con Tim Mù Lòa, Do You To Want Me. Em đâu biết hát đâu. Em lúc đó em lên em hát là chu ba chú chu ba bê chu ba chú chu ba bê, chứ không biết hát gì đâu. Thì tại nghe cũng chu vậy đó. Chữ giống như là nó bị dính, giống như là nghe cái gì thì hát thì nó gần giống vậy thôi. Nhưng mà thật sự không hiểu. Chào bé Châu. Ngày hôm nay chúng ta trò chuyện là câu chuyện rất là thú vị về những tài năng nhí. Con đường đi của các em như thế nào thì ngày hôm nay hãy nghe chính câu chuyện của một thần đồng. Đấy, câu chuyện của một nghệ sĩ nhí rất là thành công và có một lượng khán giả đông khổng lồ. Mình nghĩ là hầu như trong chúng ta ai cũng đã từng chủ động hay thụ động xem và nghe những bài hát của Nguyễn Huy, bé Châu ngày nào. Bé Huy có nhớ rằng là từ khi nào ấy thì bản thân em ý thức được rằng mình là người có tài năng và mình đang trở thành một nghệ sĩ nhí? Hồi đó là ba mẹ em là làm đoàn gánh hát. Thì trong cái tư tưởng em luôn suy nghĩ lúc nào là em cũng muốn lên sân khấu được biểu diễn thôi. Là em mê sân khấu, cực kỳ mê luôn. Thì đó lúc đó là em hát cải lương trước, rồi em hát hài, rồi xong rồi em mới hát ca nhạc, hát sâu. Rồi sau đó là tới lúc mà về Sài Gòn em mới được mọi người giới thiệu làm ca sĩ nhí, rồi thần đồng ca nhạc, thần đồng âm nhạc. Đó thì lúc đó mình mới biết được. Rồi sau này là lúc mà bé Châu rộ lên là bắt đầu có thêm nữa là ngôi sao nhí vậy đó. Em lúc nào là em cũng muốn là lên sân khấu biểu diễn thì mọi người sẽ rần rần là ủng hộ nhiệt tình. Thì lúc đó là em mê là khi lên sân khấu là như vậy, nhưng còn bước xuống sân khấu là em sợ. Tại vì lúc đó thì mọi người cứ bây giờ cái hình ảnh mà đầu tiên mà mọi người nhớ tới bé Châu Nguyễn Huy đó là hình ảnh có một người cõng trên vai, cõng em trên vai, đó là ba em. Thì tại vì lúc đó là cô chú đồ thương yêu quá cho nên là ngắt nhéo rồi cắn đồ, cho nên là em sợ, em bị sợ. Tới thời điểm bây giờ em còn bị gọi là ác cảm với đám đông. Ngày xưa em hay có cái tính gọi là học lót. Em cực kỳ thích học lắm. Mà nếu như mà nói đúng ra thì ở Sài Gòn là em không phải là người đầu tiên hát ca sĩ nhí đầu tiên ở Sài Gòn mà hát nhạc người lớn. Lúc đó ở Sài Gòn thì rất là nhiều anh chị em đã nổi tiếng rồi. Nhưng mà cái sự may mắn của em là em được nhà đầu tư ở nước ngoài về để mà đầu tư cho em để ra album, đi ra đĩa. Thì may mắn là nó trúng. Chứ còn lúc mà anh chị em mà ở Sài Gòn đi diễn là đã nổi tiếng, nhắc tên là lúc đó biết rồi. Lúc đó không phải là truyền thông như bây giờ. Lúc đó là giống như là truyền miệng nhau thôi. Đó. Thì cho nên là anh em hay gặp nhau rồi xong rồi mấy anh thần đồng trước là chuyên gia là xuống dưới là chỉ em này kia kia nọ. Mà cái tính em là không thích học đâu. Ở dưới em không thích học. Lên diễn em bắt đầu em học. Em đi diễn nhiều tụ điểm là không cho em hát nhạc người lớn. Phải bắt đầu là em phải hát là Tay Du Ký. Em hát mấy bài Tình Cha, Tình Mẹ rồi Con Đường Đến Trường. Nhưng mà theo em thì người ta cứ kêu là hãy để cho có sự hồn nhiên. Nhưng mà cái sự hồn nhiên nó không phải qua một bài hát hay là bất cứ gì. Em theo em nghĩ thì giống như là em nghe và em thích cái dòng nhạc đó. Tại vì lúc đó em cũng có nghe nhạc của chị Xuân Mai mà đặc biệt không thích. Và em lại thích nghe, giống như lúc đó em cực kỳ thích nghe Michael Jackson. Rồi xong rồi cái bắt đầu cái em nghe nhạc của thầy Nguyễn Hưng là em thích rồi, xong rồi nhìn nhảy biểu diễn rồi. Nhưng mà thật sự hát thì hát có hiểu đâu. Em hát ngày xưa em còn nhớ em hát bài đầu tiên là em hát bài Con Tim Mù Lòa, Do You To Want Me. Em đâu biết hát đâu. Em lúc đó em lên em hát là chu ba chú chu ba bê chu ba chú chu ba bê, chứ không biết hát gì đâu. Thì tại nghe cũng chu 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 vậy đó.
chữ giống như là nó bị dính dính, giống như là nghe cái gì thì hát thì nó gần gần giống vậy thôi. Nhưng mà thật sự không hiểu. Chúng ta hay có xu hướng là đánh đồng những gì mà các em nhỏ làm việc với đời sống bên ngoài của các em. Mọi người nghĩ rằng là những em như là Nguyễn Huy đi, các em cái hát nhà người lớn, tức là các em không có cái đời sống tuổi thơ. Nhưng mà như Nguyễn Huy chia sẻ đấy, em ở ngoài em là một người rất là hồn nhiên, em vẫn sống một cuộc sống của một đứa trẻ con như bình thường. Chỉ khi lên sân khấu thì em hát cái đó thôi. Và cái việc khán giả nghĩ như thế thì cũng khó trách người ta được, bởi vì người ta gần như không có biết em ở bên ngoài. Người ta chỉ thấy Nguyễn Huy, bé Châu ở trên sân khấu thôi, và cứ nghĩ rằng là một cái đứa bé còn nhỏ như vậy mà nó phải lên sân khấu, nó hát múa, nó làm những cái chuyện như của người lớn, những cái trò mà chỉ có nghệ sĩ lớn tuổi mới làm được, thì sẽ là rất là khó đối với đứa trẻ. Khi nói về những nghệ sĩ nhí, những nghệ sĩ mà thành danh khi còn rất là nhỏ, thì thường là công chúng luôn băn khoăn là liệu sau này lớn lên các em có phát triển được tiếp hay không. Thì đối với Nguyễn Huy ấy, em phải đối mặt với những cái khó khăn như thế nào khi mình hoạt động như là một ca sĩ người lớn? Thì em thấy rất là nhiều khó khăn. Cái đầu tiên là cái tên bé Châu nó quá lớn, còn Nguyễn Huy thì quý vị khán giả thì lại chưa tiếp nhận được. Rồi cái thứ hai nữa là ngoại hình mình không có. Rồi sau đó thì lúc nhỏ thì mình nhảy nhót như thế nào, thì bây giờ mình lớn mình sẽ khác, hoặc là mình sẽ trau dồi về cái phần học thuật mình hát, nó phải cái gì đó nó đặc sắc hơn. Hồi nhỏ cái gì nó cũng khó, và đến khi rồi bầu show book thì bầu show cũng sẽ hỏi là em còn nhảy được như xưa không. Lúc nào người ta cũng đánh đồng là em, cái hình ảnh bé Châu người ta đang muốn coi, giới thiệu lên nhưng mà vẫn coi đó là hình ảnh của bé Châu. Nói tôi không thể nào nhỏ lại được, bây giờ tôi chỉ có thể già đi chứ tôi không thể nào nhỏ được. Đó, nó khó vậy à. Đấy, thì thực ra không phải chỉ có ở Việt Nam đâu, trên thế giới cũng có rất nhiều những thần đồng mà khi lớn lên họ cũng gặp những khó khăn như em vừa chia sẻ. Và có những người phải hoặc là đổi nghệ danh hoàn toàn, tức là để cho người ta quên hẳn cái quá khứ của mình đi, bắt đầu lại từ đầu. Có những người thì chuyển hẳn sang một lĩnh vực khác, có thể đang là ca sĩ chuyển ra làm diễn viên, hoặc ngược lại, tức là để bắt đầu sự nghiệp từ con số 0. Mọi người đều nói giờ Huy hết thời rồi. Dạ em chấp nhận, em vẫn cười, em vẫn chấp nhận. Còn giờ thì em vẫn đang cố gắng để hoàn thiện mình hơn, để mà tiếp tục làm nghề. Không hẳn là mình sẽ nổi tiếng như ngày xưa hay là như thế nào đi nữa, nhưng mà bây giờ mọi người vẫn nhớ à, khi mà có em, à thì đây là bé Châu hồi nhỏ, thì người ta cứ ok. Nhưng mà bây giờ em vui một cái là em ra ngoài đường có nhiều anh chị em mà theo dõi em từ nhỏ, hoặc là trong cái giai đoạn em mới đây người ta nói ồ Nguyễn Huy, rồi xong rồi có nhiều người cũng kêu bé Châu, xong rồi người ta có một người khác người ta kêu bậy bây giờ là Nguyễn Huy. Cái đó là một cái điều mà em thấy là em đã thành công. Bé Châu đã qua cái giai đoạn đỉnh cao của bé Châu rồi, bé Châu đã làm được những cái điều mà người khác còn phải mơ ước, thì bé Châu hoàn toàn có quyền tự hào là mình đã qua thời, bây giờ là thời của Nguyễn Huy. Vậy thì khi mà mình đã chấp nhận bỏ qua một bên cái quá khứ của mình, bỏ qua cái kỷ nguyên, bây giờ chúng ta có cái từ gọi là era đó, bỏ qua cái era của bé Châu để bắt đầu cái era của Nguyễn Huy, thì Huy đã định hình cho mình một cái con đường như thế nào để thứ nhất là mình vẫn phát triển được cái đam mê nghệ thuật của mình, trong khi thực ra mình cũng không có lý do gì mà mình phải tội, mình chẳng tội gì mình phải bỏ qua cả một cái thành tựu rất là lớn trong quá khứ. Em thì em bị khó một cái là cái gì em cũng làm được một chút. Rồi nhạc nào em cũng hát được một chút. Cho nên cái đó là cũng cái một cái khó, rất khó với em. Nhưng mà cái lúc mà em bị chấn thương dây chằng là em không nhảy được, thì em mới chuyển sang hướng sang hát dòng nhạc tình ca. Thì em đi theo cái dòng nhạc tình ca thì em lại cực kỳ mê. Sau đó có em cái đi có đi thi solo bolero thì em lại mê thêm dòng nhạc bolero nữa. Nhưng mà cái dòng nhạc mà em vẫn thích nhất hiện tại thì dòng nhạc tình ca, mà em nhận xét được luôn là dòng nhạc rất nhiều người yêu thích nhưng mà lại cũng bị kén người nghe. Nó không thể nào gọi là thịnh hành được. Rồi em cũng đam mê hát nhạc trẻ. Thì cho nên là trong những năm sắp tới hoặc là sắp tới đây, em cũng đang muốn đi hướng là sẽ song song. Cái này em nói nhiều lần lắm rồi mà chưa làm, nhưng mà năm nay chắc chắn sẽ làm. Là em sẽ đi song song vừa nhạc tình ca và vừa nhạc nhạc trẻ. Và mới vừa năm rồi là đứa con mà em ấp ủ 5-6 năm đó, là em viết, là em mới vừa ra là nhạc trẻ, là em tự sáng tác. Dạ. Đấy là thú vị đấy. Có lẽ là chính những cái gì mà Nguyễn Huy làm ngày hôm nay, nó vừa là cái con đường riêng cho một ca sĩ Nguyễn Huy trưởng thành,
nhưng đồng thời nó cũng là một cái sự kế thừa những thành tựu đã có của bé Châu ngày nào. Bởi vì suy cho cùng thì tại sao chúng ta lại phải bỏ qua một bên những cái thành tựu rất là quan trọng cho cuộc đời của mình, thành tựu của một nghệ sĩ nhí, để chúng ta đưa nó vào những gì chúng ta có ngày hôm nay.